Chào. Good evening, go class. Hello teacher. Hello teacher. Hello teacher. Số các bạn nhá, hôm trước có phản hồi lại với cô là đừng zoom in. Tốt không hả? Rồi các bạn nào, nếu mà các bạn đang ở vị trí ngồi thì các bạn sẽ mute các bạn sẽ và camera. Chúc các thầy Phương sẽ kiểm tra lớp mình xem các bạn nào đã mở mic ra chưa. Như Phú là rất là ok này, rất là nhớ luật lớp này. Camera và mình cho I can raise hand. iPad để lại tên nhá. iPad con để lại tên cho cô nhá, để tên. Ô mình thôi. Cô đi. Ngân là bé Ngân thì là bé Ngân hiện tại chưa hả? Tôi dạo đi. Phương ơi, đây Phương ơi. Không. Trúc Linh à? Trúc Linh à? Lớp 2BN, Đinh Nguyễn Ngọc Hân. Rồi, cô xem thử luôn. Phương Giang, Hồ Đức Khang, Việt Trung, Đỗ Ngọc Chi. Rồi, đã thấy ổn định rồi. Ngọc Anh chưa thấy mở cam, người ta mở cam cho cô nào. Con cho cô là con bị hỏng cam. À, con bị hỏng cam nhỉ? Ok. Đấy nhá, thầy Vương nghe nhá, không thấy được. Được, thầy con ơi. Cam kìa. Trần Xuân Bảo. Hoàng Ngọc Nhi, Khánh, Ốc Ghi, Phạm Khánh Hà, Hồng Phúc, Hà Bình An, Ốc Ghi nha, gọi là Ốc Ghi. Hoài An, Uyên Nhi, mình có hai bạn ăn đâu. Bạn Bông Thảo, bạn Bông Thảo để lại tên cho cô nào, mẹ để lại tên cho cô nhá. Phạm Minh Kiệt.
Cẩm Tú đâu mà chị này. Hoàng Hiệp, ôi Hoàng Hiệp là long time no see baby boy. Hoàng Hiệp là lâu lâu không gặp rồi nhá. Lâu ơi là lâu rồi đấy. Khánh Sophia rồi, Sophia tỏ luôn phá cả kính. Thiên Ân để cô đang xem một loạt lớp mình để cô nhớ tên nhé. Bảo Anh này, Đặng Ngọc Như Ý này, rất là xinh. Rồi xem nào, Bùi Thị Thục Quyên. Em một cái cài thư hoa đào mô tả Trần Thành Quy Hoàng Thị Lóc Hai Ngọc Thi này, Phạm Thị Dung này, Nguyễn Ngọc Bảo An này, Lưu Quang Sơn, xem nào, Nhiên Kiên Linh, Hoàng Linh nào, Phạm Trường Đức Minh, Quang Minh Lan, Vũ Hoàng Linh và Linh Lâm. Hiện tại các bạn cô đang thấy có một số bạn thì vẫn đang không mở cam, đặc biệt là bạn Ella này, bạn Ngô Trọng Đạt, bạn Nguyễn Kiệt. Bạn Thắng Nhi, theo quy định lớp thì thường thường các bạn mà không mở cam thì chút nữa khi mà đến 3 giờ học thì mình sẽ tự động bị kích ra ngoài đó. Cam nhá. Chào Khánh An. Cháu không thể ghét nên cháu không có mặc áo đâu không nhá. Chào nào, con học sinh mới, cô học sinh học sinh mới ạ. Không sao, mở gì lớp của chúng mình nhá. Chào sao. Hello teacher. Yes. Bây giờ nha, thầy Vương lưu ý cho cô nào đã đến giờ học rồi. Anh thầy Vương học sinh thôi nha. Và đây trả lời mình sẽ học bài. Yes. Vì đảm bảo công bằng cho các bạn đúng không nhỉ? Chúc bé. Okay. I'm looking now. Oh, who is talking? So now, okay, if you are ready for the class today, you need to use the icon raise your hand to let me know that you are ready for the class, right? Now, use the icon raise your hand. Now, các bạn có thể raise hand để có thể cho cô biết là bây giờ bạn đã sẵn sàng với lớp học nhá. Yeah, thank you. Yeah. I see that all are ready for class. I'm not too well. Mute, all right. Yes, of course. So now, các bạn không lo nhé, bởi vì là lớp của cô Ngọc thì đang hướng đến cho các bạn là theo chương trình học của Starter, đúng không nhỉ? Và theo mỗi một buổi học hoặc là hai buổi học thì mình sẽ học một chủ đề. Vì vậy là các bạn mới hay là các bạn cũ đi chăng nữa, các bạn đều có thể theo học được lớp của mình nhé. Nếu mà các bạn muốn theo dõi lại những cái buổi học trước thì có thể lên kênh YouTube của Pantado hoặc là những cái đường link mà thầy Vương gửi lại sau bài học để các bạn có thể ôn lại buổi học của mình nha. So now, let's get started. The topic today is about the animals, right? The animals, động vật nha. As you can see that, hồi trước thì mình đã có học về chủ đề animals trong lớp học cộng đồng của cô Ngọc rồi. Tuy nhiên hồi đó thì mình lại học về wild animals, hôm đấy mình lại học về toàn những động vật hoang dã và khá là quý hiếm thôi. Và hôm nay thì lớp của mình sẽ học về những cái tên nó gần gũi hơn một chút, đúng không nhỉ? Các bạn nha, ngày hôm nay thì mình học sẽ luyện nói khá nhiều. Vì vậy là các bạn sẽ chuẩn bị cho cô một cốc nước, a cup of water, right? A cup of water. And các bạn sẽ chuẩn bị vở cho cô này để viết từ nha. Right, nếu mà các bạn học và các bạn chỉ ngồi xem không á là các bạn sẽ không học được gì đâu. Chí ít là mình sẽ viết từ và sau đó là sau buổi thì mình sẽ làm bài tập. Okay. Haven't finished yet. Bird. Luân. Cô ơi, con có học cô Luân Thị nhớ rồi. À, học sinh cô nhớ thì lại là học sinh giỏi rồi. Đúng không nhỉ? Okay, so now the first one, để cho các bạn đi từ đầu nhá thì mình sẽ học từ những chữ cái đầu tiên cơ bản nhất nha. The first one. Bird. Yes, do you know this word? Bird. Dành cho những bạn chưa biết viết chữ từ bird còn chim thì let me spell it for you. B-I-R-D. Bird. Okay, once again we have B-I-R-D. Bird. Yes, a bird, right? Next one, we have cat. Let's spell it. C
A T. Once again. C A T cat. Okay. Nào các bạn tập trung nha, chút nữa cô sẽ gọi một bạn lên để đọc toàn bộ cái từ này đó. Okay. Cat chính xác, bạn nào đã biết cách đọc chữ cat rồi các bạn sẽ comment cho cô được chưa nhỉ? C A T. Các bạn sẽ comment cho cô nếu mà các bạn đã biết đọc rồi nha. Okay, good job, good job. So now, next one. Oh, look at this. Con này thì hầu như là các bạn đều gặp rồi đúng không nhỉ? Chicken. 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 Oh, let me spell it. C H I C K E N. Good job. Once again. Chicken. Chicken. Okay, now. Bây giờ cô sẽ xem cả lớp này có luyện đọc theo nhỉ? Nào chicken nào. Chicken. Chicken. Okay, nào bạn thử bạn Hương Giang nào. Hương Giang, can you spell it for me please? Can you open the microphone? Chicken. Yes. Yeah, it's a chicken. It's the chicken, right? Chicken. Good job. So I want to ask you more. Okay, Ngọc Hân and Elsa nào, Ngọc Hân nào. Ê, Ngọc Hân nhá, bỏ cái icon đấy nha. Thư nhá. Ok, nào. Cái sẽ cứ giận cô hoài. Thế ask. Rồi, thế mở mic nào con nào. What is this? Chicken. Yeah, chicken, right? À, thế dạo này các bạn phát âm rất tốt. Nhà con nuôi gà. Rồi. À, có bạn nào lại vào lớp muộn rồi. Thôi nhá. So, tốt lắm, là chưa? Thi thoảng cô sẽ đang đọc và cô sẽ gọi kiểm tra ngẫu nhiên đấy. Các bạn tập trung nhỉ. Next one, cái con mà chicken là xong rồi đúng không? Phí Kim Ngân còn đánh vần cho các bạn kìa. À, gì đây? Cow. Cow. C-O-W. Yes. Cow. Cow. C-O-W. Cow. Yeah. It is a cow, right? Cow. Nhưng mà cow này thì khác với cái con cow, cái con bò mà ở Việt Nam mà đi cấy ha. Cái con cow này là để mình lấy sữa ha. Right? Cow, bò sữa chứ không phải bò đi cấy đâu. Dễ đúng không? Phân biệt cho cô nhá. Bò đi cấy là ox. Còn bò lấy sữa là cow. Right? Milk, chính xác rồi. Tốt lắm, good job. Next one. Dành những bạn nào mà không biết viết từ thì nhớ là tập trung và viết bài và vở nhá. Cái này là tinh thần tự giác cao nha, chứ cô cũng không kiểm tra được đâu, nhưng mà các bạn học buổi nào thì các bạn cố gắng phấn đấu và tập trung buổi hôm đấy thì nó sẽ rất là hiệu quả cho các bạn trong cái việc ôn từ vựng và bổ trợ cho các bạn trong cái kiến thức, vừa là học kiến thức cơ bản mà vừa là kiến thức các bạn có thể thi được starters theo quy chuẩn Cambridge đó. Ok, next one. Oh, look at this, it's a cute, right? Cái con này nhìn thì có vẻ rất là hung dữ, nhưng mà đợt này là có cái bức tranh này trông khá là cute. Oh, so, how can you speak out of this word? Crocodile. Oh, crocodile. Okay, let me spell it. C-R-O-C-O-D-I-L-E. Okay, từ này hơi khó đọc một chút. Thì cô sẽ đọc chậm cho con nhá. Crocodile. Okay. Crocodile. 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 Okay. Chậm này. Crocodile. Crocodile. Yeah, crocodile. Yes. Let me spell it. Không là các bạn lại viết từ sai á. C-R-O-C-O-D-I. L E. Yes. Crocodile. Good job, crocodile. Một số bạn thì viết từ nhá, cô thấy là trong cái mùa trước mà mình học ấy thì các bạn là hay để mất chữ E của cô, chữ I của cô, letter E của cô này. Đó, nên các bạn viết chuẩn nha. Okay, what's this? What's this? Dog. Dog, chính xác. I love dog. Ngô Nguyên Khang, I love dog. Wow. Good dog. Dog. Now, can we spell it? D O G. Okay. D O G. Dog. Không đọc là dog nha. No more dog. I don't want to hear any dog here, right? Dog. Dog. Yes, it's dog. It's the dog, right? Not dog.
One more time, dog. Dog. Right. Okay, next one. Ah, yeah, it's so cute, right? Duck. Duck. D-U-C-K. Duck. Once again. D-U-C-K. Duck. Okay. D-U-C-K. Duck. Ok, cái con duck này thì thường thường là như nào nhỉ? Ok, and the duck is swimming, right? Swimming, swimming. Ở trên thì trông có vẻ rất là phẳng lặng đúng không? Như kiểu lướt trên mặt nước, nhưng ở dưới hai cái chân của con duck này đúng không? Đạp liên tục, đúng chưa nhỉ? Cố gắng liên tục. Duck. Cô ơi con mệt. Yeah, duck, duck, duck. Ok, next one. À, còn bạn này sao? Bạn này thì thường thường là các bạn cũng khá ít khi nhìn thấy ạ. À, nhưng mà thôi hi. Elephant. 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 Nếu bạn đã biết phát âm được từ này thì các bạn comment cho cô để cô nắm được tình hình nha. Elephant. Elephant. E-L-E-P-H-A-N-T. Elephant. Elephant. Some students speak like this word like elephant or elephant or elephant is not right pronunciation, you know. You need to speak like this word by elephant. Elephant. Once again. Elephant. Elephant. E-L-E-P-H-A-N. T. Oh, cô thấy Khánh Hà đang chia sẻ chuyện nuôi chó. Con đô la hả? Chút nữa kể cho cô nhé. Right. Okay, next one. Frog. Frog. Okay, once again. Frog. F R O G. Frog. If you are ready with the word frog, please comment to the chat box to let me know that you can speak aloud this word correctly. Nếu mà bạn nào mà đã có thể đọc được từ frog một cách chuẩn thì hãy comment cho cô để cô biết là bạn nào đã đọc được từ bạn nào chưa nhá. Đấy, bạn nào đây? Cô thấy bạn ok. Oh. Giraffe. 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 G-I-R-A-F-F-E. Giraffe. Wow. Can you speak aloud this word? Bạn nào có thể phát âm được từ này chuẩn nào? Các bạn ghi lên đây nào. Chút nữa con sẽ gọi một trong số các bạn comment lên đấy để đọc toàn bộ tất cả các cái từ ở đây. Các bạn tập trung nhá. Right. G-I R A F F E. Giraffe. Giraffe. Thường thường nhá, là tại vì bạn giraffe, bạn ấy cao ấy, bạn rất là tall, cho nên là mấy cái hãng sữa ấy, đấy, mấy hãng sữa mà để tăng chiều cao cho các bạn là toàn sữa hiêu cao cổ này để cao đúng không? Ok. Đấy, sữa kia mua sữa hiêu cao cổ để cao như bạn giraffe luôn, mua sữa giraffe để cao như bạn giraffe. Ok, next one. Goat. 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 G-O-A-T. Goat. Goat. Ah, do you see a goat in the real life? Các bạn đã nhìn thấy bạn goat ở ngoài đời thực chưa? Bạn goat. Bạn ấy khá là thấp ạ. Nhưng mà bạn có cái sừng này. Bạn goat. No. Okay. Bạn goat này, bạn bốn chân này. À, thường thường các bạn goat thì có một cái bộ râu xinh xinh ở dưới. Nó là cái kết cấu lông nhìn trông nó giống cái râu ở dưới bạn ạ. Đó, nhìn này này. Xong là có hai cái sừng này. Yeah. It has two horns here. Xong có cái bộ giống như một bộ râu ở dưới. Oh, yeah, it's a goat. Và hơi lùn lùn một chút nha. Goat. Goat. Right, okay. Some students said to me that, oh, can I speak about this word like what? What? Hay là got? Something like that is not okay. Got is a correct pronunciation for you. G
O C G O A T goat, right? Next one is the big animals. Hippo. 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 H I P P O. Hippo. Yes. When we talk about hippo, có một cái loại thuốc đúng không? Có một cái loại thuốc bổ mà có thấy là các bạn cũng hay uống mà có hình của bạn hippo ấy, thuốc bổ hippo ấy. Hippo. Yes. Is a hippo. Bạn hà mã. Để bạn mập cho bạn hà mã. Đấy, bạn hippo nhìn trông rất là đáng yêu, right? Do you like hippo? Có bạn nào, có nhớ là trong lớp mình có một cái bạn mà có một cái bạn gấu bông ở hình hippo không? Không nhớ là bạn nào có cái gấu bông hình hippo đấy, nhưng đợt trước có ấn tượng mãi, bạn hippo to lắm. Ai? Ai treo Oggy? Bạn nào trong lớp treo Oggy? Hippo. Horse. Horse. Do you see horse in real life? Tiếp tục một động vật tiếp theo mà các bạn có thể là hơi hiếm khi nhìn ở ngoài. It's a horse. Con chú ngựa. Horse. 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 Khang bảo là Tú Phương có bạn hippo to đùng. Rồi. Horse. Cô là cô thực sự luôn, là cô mới nhìn thấy bạn horse này ở ngoài đời đúng 2 lần. Horse. Thật sự luôn. H O R S E. Horse. Horse. Cũng là để nhắc lại một chút nha, thường thường các bạn sẽ phát âm từ này là house. I don't know. Đấy, có một bạn gợi ý này. Bạn Nguyễn Thanh Mai, horse runs very fast. A horse runs very fast. Exactly, một chú ngựa đúng không? Chạy rất là nhanh. Chú có thể giúp ích trong việc rất nhiều việc đúng không? Vừa không những là chú chạy nhanh mà chú có cái sức rất là dẻo dai, chú có rất là bền sức đúng không nhỉ? Horse. Chú ngựa horse, right? Once again. Horse. H O R S E. Horse. Okay. Có một số bạn bảo với cô là con của horse, con tỉnh ngựa. Okay. Interesting. Next one. Lizard. Các bạn có nhìn thấy cái con này ngoài đời không? Lizard. Lizard. L-I-Z-A-R-D. Lizard. Lizard. L-I-Z-A-R-D. Lizard. Okay, bạn lizard. Khác với bạn hippo đúng không? Bạn hippo. Vừa nãy có một bạn gợi ý, khác bạn hippo là bạn hippo là không có đuôi, không có cái tail đúng không? Thì bạn lizard có một cái đuôi rất là dài. Đặc điểm của bạn lizard này rất là dài, là một loài bò sát. Là đâu? Bạn lizard này thì bạn ấy, bạn đuôi dài này. Đó, đuôi rất là dài nha. Lizard. L-I-Z-A-R-D. Lizard. Okay, next one. Từ ngày hôm nay cô muốn nói cho các con là từ mice là thể số nhiều của từ mouse. Mouse. Nếu mà muốn nói một bạn chuột thì là a mouse là một bạn chuột. Nhưng mà ở đây là có tận 3 bạn chuột cho nên mình sẽ nói là gì nhỉ? Mice. Mice. Once again. Mice. Mice. M-I-C-E. Mice. Exactly. Mice. Monkey. Monkey. Khánh sao lại cứ request remote control nhỉ? Lớp học cộng đồng thì lại không request remote control đâu nhé. Monkey. Monkey. M-O-N-K-E. Y. Once again. Monkey. M O N K E Y. Monkey. Yeah, do you like monkey? Có một số bạn rất là thích monkey luôn. Cô rất thích bạn monkey tại vì là bạn ấy kiểu nhanh nhạy ấy.
nó nhanh nhạy ấy, xong rồi hoạt bát lanh lợi các thứ ấy. Đó. Thế là cô thì khá là chậm chạp, cô lại thích những cái bạn ăn khi lắm. À, những học sinh nào lì lắm cô á, các bạn ăn khi khá lì à, thì chưa gặp bao giờ, nhưng mà tại vì là cô được mệnh danh là hơi chậm một chút, cho nên là cô mới cứ thấy các bạn nào mà nhanh nhanh là cô hay liên tưởng với bạn ăn khi. Ok, next one. Đây, bạn mouse đây rồi. Bạn mouse khi mà chỉ có một bạn chuột đây. Mouse. Mouse. M-O-U-S-E. Mouse. Con thích Tôn Ngộ Không. Ok. M-O-U-S-E. Mouse. Mouse. We just have a three words left. We just have a three words left. Okay, next one. Snake. S-N-A-K-E. Snake. Snake. S-N-A-K-E. Snake. For me, cô thực sự rất là sợ cái bạn snake này. Tại vì bạn ấy không có chân. Xong bạn ấy còn rất độc nữa. Cô sợ bạn snake này lắm. Các bạn có sợ snake không? À, có bạn ấy không sợ snake nhưng mà bạn lại sợ. Spider. Ui, cái bạn, một bạn thì không có chân mà một bạn thì lại quá nhiều chân. À, bạn này thì quá nhiều chân luôn. S-P-I-D-E-R. Spider. Oh, spider, right. Một bạn thì không có cái chân nào cả. Bạn snake thì không có chân, cô cũng sợ. Mà nhiều chân quá thì lại SOS ngay, đúng không? Spider. Oh, quá nhiều chân the next one này, một bạn mà có lẽ là tất cả mọi người phải sợ, là chúa tể sơn lâm. Bạn gì nhỏ? Tiger. Tiger, right. Tiger. T-I-G-E-R. Tiger. T-I-G-E-R. Tiger. À, tuổi rắn nào. So, to revise all this, right, cô sẽ mời ba bạn trong lớp mình để có thể đọc cho cô tất cả các từ ngày hôm nay mình vừa học nhá. Who can please? Cô thấy có bạn Thanh Mai mới tập trung lắm, thì cô sẽ mời bạn Thanh Mai đầu tiên này. Ok. Hello Thanh Mai. Hello teacher. Yes, good evening Thanh Mai. So, can you read out loud all of these new words here for me, please? The first one. Bird. Cat. Chicken. Cow. Crocodile. Wow. Dog. Duck. Elephant. Frog. Giraffe. Wow. Goat. Hippo. Horse. Lizard. Mice. Monkey. Mouse. Snake. Spider. Tiger. Wow, amazing. Thank you, Thanh Mai. Thanh Mai này, hôm nay cô sẽ tìm lại trong bảng danh sách cho điểm danh của Pantado nhá, để có thể cộng điểm cho Thanh Mai nhá. Đây là lý do tại sao mà cô bảo là khi tham gia lớp học các bạn phải để tên đầy đủ. Bởi vì là nếu mà cô cộng điểm thì cô mới biết tên đầy đủ tên gì, đúng không? Ok, thank you Thanh Mai. Xem nào, one more. Cô thấy Ngọc Hân với Ngọc Khuê là giỏi giỏi. Bây giờ Ngọc Hân đọc cho cô thêm cả câu nào. Nào bây giờ Ngọc Hân nha, có một cái khó hơn cho con một chút nha. Bây giờ con sẽ đọc cả câu, mình sẽ không đọc từng từ nữa. Thế con giới thiệu cho cô nào. It's a bird. Ơ, tắt mic rồi sao nhỉ? Hân, can you hear me? Bây giờ mình sẽ không giới thiệu mình nữa. It's a bird. Bird can fly. Con chim có thể bay, đúng không? Bây giờ con sẽ giới thiệu là đây là nó là một con chim nào. It's a bird. It's a bird.
can fly. The bird can fly. How about the cat? What is this? Cat. It's a cat. It's a cat. Yeah. Cat, kêu, cat sounds meow meow. Sound meow meow. Meow meow. Ok, năm từ đầu tiên nha. Cứ is earth thôi nào. Mình phải trả lời cả câu nha. What is this? It's a chicken. What is this? Cow. It's a cow. It's a cow. So, bây giờ cow có cái điều gì con liên tưởng đến nào? Which relate to the cow? Con liên tưởng đến gì nhỉ? Con cow này thì tác vụ của bạn cow là gì nhỉ? Bạn cow này là bạn đi cày không? Bạn đi cày không? No. No, thế bạn làm gì nhỉ? Milk. Milk. À, bạn cho sữa đúng không? Thank you Ngọc Hân. Đấy, Ngọc Hân để tên này. Từ là tí nữa cô sẽ cộng điểm cho Ngọc Hân nha. Thank you. Là tiếp tục quê nào. Ủa, giờ tay là mỏi mòn luôn. Hello, teacher. Hello. So can you tell me what is this? Crocodile. Tí nữa bảo Thanh Mai đọc lại bây giờ này. Nào đọc lại. Vừa đây Thanh Mai đọc chuẩn lắm nha. Quê đọc lại nào. Crocodile. Crocodile. Yeah, crocodile. Crocodile. Die. Ai dạy đọc die? Who, who? Nào, lại. Once again. Crocodile. 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 Oh, thì cũng được rồi. Nào, what color is this? What color is this? Green. Green. Next one. What is this? Whoop, whoop. This is a dog. Yeah, what color is this? Brown. Brown? Yes. And yellow. And yellow. Good job. And black and red and blue. Mm-hmm. Yes, thank you. Next one. Quack, quack. It is a duck. It is a duck. So what color is a duck? Yellow and black and black. Red. Red, exactly. And white. White. Okay, next one, the last one. It is an elephant. À, cái này hơi đặc biệt một chút. It is an elephant. It is an elephant. Yes. What color is this? What color it's is this? Red and white. Con không biết chắc. À, màu xám. Gray. Ừ, buổi hôm sau mình sẽ học về colors mà thì mình sẽ học thêm một số các cái màu sắc nó đặc biệt hơn một chút nhá. Ok, thank you Ngọc Khuê, thank you cộng điểm. Who can? Bây giờ cô muốn một bạn 10 từ nào. Vừa nãy là hai bạn đã thử khó rồi. Bây giờ một bạn 10 từ nào. Ôi giời ơi, Hoàng Hiệp. Thank you. Hello, good evening. Hello. Yes, how do you do? Khỏe không nào bé? Yes. Yes, okay. So, vừa nãy là bạn Ngọc Hân với cả bạn Khuê, đúng không nhỉ? Bạn Khuê là đã thực hành hơi 10 từ đầu tiên với việc là cái câu này hơi dài. Thì bây giờ Hoàng Hiệp đã quen được cái cách đấy chưa? Để có thể là thay các bạn là làm tiếp 5 từ nữa nào. Okay. Yeah, next one. What is this? Frog. Frog, okay. Can you tell me, is this a frog big or small? It's big. Big. So in this picture, it's too big, right? And what is this? What is this? A giraffe. Yeah, it's a giraffe. So can you tell me, is this short or tall?
It's tall. Yeah, it's tall. How about this one? What is this? What is this? It's a goat. Can you tell me a goat, short or tall? Short. Short. And how a hippo, right? We know this is a hippo, but now can you tell me, is this big or small? It's big. Next one, what is this? It's a horse. A horse run fast or slowly? The horse runs fast. Good job. Thank you, Hoàng Hiệp. Good job. Good job, good job. So now next one, con muốn kiểm tra xem là bạn nữa nào. Next one. Next one, next one, next one. Hoàng Hiệp nha. Đó, khoảng sách Hoàng Hiệp chút nữa để có cái tích ở trong. Bởi vì thường thường đăng nhập vào Zoom ấy thì sẽ có điểm danh mà. Nó sẽ tự điểm danh mà. Cô không cần điểm danh đâu. Cô sẽ lấy cái bảng danh sách đấy. Được chưa? Cô sẽ cộng điểm. Who can? Còn mấy từ nữa thôi. Giơ tay nào. Who can, who can? Cô xem nào. Đặng Ngọc Như Ý nè. New one. Good evening, Như Ý. Good evening. Yeah, so now next one, Như Ý. Can you tell me what it is? It's a lizard. Yeah, it's a lizard. What color is a lizard here? It's green. Good job. So, what are these? What are they? What are they? They're mice. They are mice. How many mice can you see? I see three mice. Good job. So now, what is this, baby? It's a monkey. Yeah, it's a monkey. So can you tell me the color of the monkey here? The color of the brown. Wow, it's brown. And white. Right. And black. Black. Good job. Oh, nice one. We all know that's a mouse. It's easy. So can you tell me what it is? It's a snake. It's a snake. Oh, what does snake sounds? Oh, where's my student? What student? Now, sound như nào nhỉ? Đấy, trường hợp đang học. Now, thì con snake kêu như nào nhỉ? Snake. Ok, khi mà nó kêu như nào, con biết nó kêu nào? Con biết nó kêu là zzz. Đúng không? À, bạn này có chân không? Any legs here? No. No. How about this one? What is this? It's a spider. How many legs in a spider? There are six legs. Yes. And the next one, what it is? It's a tiger. What does a tiger sound? What does a tiger sound? The tiger sounds. Grew. Okay. Good job. Thank you. Các bạn ngày hôm nay rất là tốt. Không những là chỉ việc mà cô hỏi từ mà các bạn còn những câu hỏi thêm, những cái câu hỏi mà linh hoạt hơn thì các bạn đều trả lời được bằng tiếng Anh, mà rất ít khi mà cô phải giải thích bằng tiếng Việt nha. Rất là tốt cả nhà ha. Now so, mình học từ thì cũng phải đến lúc mình luyện tập đúng không nào? We need to move a story. Nào trước tiên thì mình sẽ we need to move a song. Sau khi học về animals đúng không nhỉ? Thì mình sẽ xem song của chúng ta ngày hôm nay sẽ về động vật gì nhá. Let's start it. 10 yellow chickens. The song today is about 10 yellow chickens. Bài hát của chúng ta hôm nay về 10 chú gà màu vàng. Xem là hôm nay 10 chú gà màu vàng làm gì mà để chúng ta phải xem nhá. Okay, let's start it. 10 yellow chickens sitting on the wall. 10 yellow chickens sitting on the wall. But when one yellow chicken accidentally falls, there'll be 9 yellow chickens sitting on the wall. Hello,
Nine yellow chickens sitting on the wall. Nine yellow chickens sitting on the wall. But when one yellow chicken accidentally falls, there'll be eight yellow chickens sitting on the wall. Eight yellow chickens sitting on the wall. Eight yellow chickens sitting on the wall. But when one yellow chicken accidentally falls, there'll be seven yellow chickens sitting on the wall. Seven yellow chickens sitting on the wall. Seven yellow chickens sitting on the wall. But when one yellow chicken accidentally falls, there'll be six yellow chickens sitting on the wall. Five, four, three, two, one. Yellow chicken sitting on the wall. One yellow chicken sitting on the wall. But when one yellow chicken accidentally falls, there'll be no yellow chicken sitting on the wall. Oh, đây là cuối cùng là các yellow chicken đã rơi hết rồi đúng không? Tiếc quá nhờ, tiếc quá nhờ. Ok, là dành cho những bạn nào mà hôm nay mà tham gia lớp học thì chút nữa cô sẽ gửi cái bài hát này lên nhóm nha. Trong nhà giải trí một chút thôi nào, come back to bài tập ngày hôm nay. Listen, là các bạn chuẩn bị nào, giấy bút này, chuẩn bị giấy bút nào và một chiếc tai thật là sạch sẽ để chúng mình có thể nghe rõ nha. Nghe rõ từ nào, nghe rõ các đặc điểm nào. Bài này là chúng mình sẽ nghe đặc điểm của động vật đúng không? Đặc điểm cái feathers của animal. Sau đó thì mình sẽ mat cho phù hợp với cái hình ảnh ở đây ha. Right, let's start it. Các bạn sẵn sàng chưa? Ô, sao bây giờ vẫn có bạn vào lớp nhỉ? Mình các bạn vào lớp muộn quá đây. Vào lớp muộn là không có vừa vào đâu. Để nhắc lại một lần nữa nha. Teacher, em không nghe thấy nhạc. Ồ, sao lại không nghe thấy nhạc? Có mà. Nào, thế còn để cô stop share nhá. Để cô xem là đã bật âm thanh chưa nào. Có rồi ha. Nào, chuẩn bị giấy bút. Ok, where's your paper and the pencil here? Các bạn nghe rõ và ghi chú cho cô nha. Cả lớp chuẩn bị comment đáp án nào. I'm small and green. I live on and in water. What is this? I can jump. I eat insects. What am I? Okay. What am I? Tôi là cái gì đây? Tôi là con gì nào? Frog? Oh. Is that the frog? Tại sao cô lại chọn frog nhỉ? Đây cô sẽ gọi một bạn nhá. Cô sẽ gọi một bạn nào. Cô thấy ai bảo frog nào? Đinh bảo Linh nào? Thì cô sẽ gọi Đinh bảo Linh nào. Một đáp án rất là nhanh. Cô sẽ gọi Đinh Bảo Linh để giải thích cho các bạn nào. Sao không tìm được Đinh Bảo Linh nhỉ? Cô gọi Phạm Thùy Dung nào. Đây Dung nào. Yes. Good evening. Good evening, teacher. Yes, so why do you choose frog? Tại sao con lại chọn là con frog? Để con nghe là những gì rồi để hướng dẫn các bạn nào. Green. The cow is green. À, con thấy nó green. Thế con lizard cũng green mà. Can some. À. Cái còn đặc điểm gì nữa không nào? Bạn này bạn sống ở đâu nhỉ? Vừa nãy trong đài người ta bảo là bạn này sống ở đâu nhỉ? Can you hear it? In water. In water. À, in water. Wow. Thế giờ này học sinh của mình là nghe giỏi nhỉ? Hay là thế nhá. Excellent. Excellent. I'm a frog. I'm a frog. Okay, next one. Thank you, Dung ha. Okay, next one. Hôm nay mình sẽ chiến đấu với 10 bạn nha. I'm very small. I like cheese. Cats don't like me. I can run very fast. What am I? Okay, what am I? Ô, Đức Khang nào, cô thấy bạn Khang là bạn comment khơi nhanh ấy.
Hồ Đức Khang. Có rất nhiều bạn nhé mà cô rõ là cô comment ở đây. À đây. Trường Trần Quốc gì đấy. Nào. À. Yes. Why you choose mouse? Why you choose mouse? Because it's small and like cheese. Ah, because it's small and like cheese, đúng không? Bởi vì nó khá là nhỏ và thích cái phô mai. Thế còn một cái đặc điểm nó khác mà. Con chọn luôn là mouse không? Đoạn sau ấy. À, đoạn sau là bảo là cats don't like me. Cái bọn meo meo không thích tớ đâu, đúng không? Ok. Mouse chính xác. Excellent. Ngô Đức Khang. I'm a mouse. Có comment rất là sớm. Ok, next one. Next one. I give you milk. I have four legs and I eat grass. What am I? À, Tú Phương à. Cô đang thấy có Tú Phương có đáp án trả lời đúng và Tú Phương sẽ giải thích cho các bạn nha. Cô chưa thể comment chữ Tú Phương ở đây. Oh. Where is Tú Phương? Here, here. Tú Phương. Yes, teacher. Yes, why you choose the cow? Because, something. I give you milk. I have four legs and I eat grass. What am I? I give milk you. Milk. I have four legs. Yeah, four legs. I eat grass. Ăn cỏ. What am I? I am a cow. Yeah, yes, good job. Cho sữa này, bốn chân ăn cỏ. Excellent. Excellent. I'm a cow. I'm a cow, right? Next one now. I eat grass. My body is white or black. People make clothes from my wool. What am I? Bạn gì nhỉ? I eat grass. My body is white. Or black. People make clothes from my wool. What am I? Okay, cô để cô tua tua lên 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 xem nào. Có hai luồng đáp án ở đây. Có bạn thì bảo là sheep, bạn sheep, bạn thấy bạn Minh Ngọc ấy mời em đi cô ấy. Sheep, còn bạn thì bảo là bạn là hippo. Bạn Hiệp cũng bảo đây là sheep. Tú Phương bảo là sheep. Ngọc Khánh sheep. Khang bảo là goat, goat. Thanh Mai bảo sheep. À, thế bây giờ làm thế nào nhỉ? Thế là con sheep hay con goat? Good job. I'm a sheep. I'm a sheep, you know. Bởi vì cái con này vừa nó nói là gì nhỉ? Tôi có màu trắng hoặc là màu đen. Mọi người lấy lông. Nên nó là sheep ha. Sheep. Chúc mừng các bạn dùng sheep nha. Cái từ này hơi dễ nào. Bây giờ để tiết kiệm thời gian một chút thì cô sẽ gọi một bạn nha. I'm big and gray. I live next to water in Africa. Okay. What am I? What it is? What it is? Các đáp án đều hướng về hippo. Nhưng có bạn nào giải thích cho cô được không? Who can? Cá. Dương bảo cá. Hippo. Random nha, cô thì giờ các bạn comment nhanh quá thì cô không biết là cái tên nào nó nhanh nhất, thì bây giờ cô sẽ random một bạn ha. Giơ tay trước màn hình nữa nào, giơ tay trước màn hình thì cô nhìn nó dễ nào. Giơ tay trước màn hình, can you raise your hand if you know the answer. Tại sao lại chọn hippo nhỉ? Thấy các anh chị là có người bảo là fish, có người bảo là hippo. À, có bạn giải thích là Ngọc Khuê bảo là hippo vì big nên con nghĩ vậy. À, thế con fish thì có big không? À, con fish. Thúy Dương cũng rất là khăng khăng là con fish. À, bây giờ có hai luồng đáp án. Được chưa? Mình có hai luồng đáp án để làm nào? Làm nào bây giờ nhỉ? Who can? Hippo is gray in water and big. Wow, thế bây giờ mình sẽ phải mời Oggy Phạm Khánh Hà nha.
một câu trả lời khá là thuyết phục. People spray, Thanh Mai, good job. Hello. Yeah, good evening. Why do you choose hippo, not fish? Fish giống với nước. Nó có lên. Thế vừa nãy con nghe được đài nói cái gì nhỉ? Nó sống dưới nước. Sống dưới nước. Nó màu. Nó màu. Nó như nào? I'm big and gray. I live next to water in Africa. What am I? Đúng không? I'm big and gray. Tôi rất là to lớn và tôi có màu xám nha. Và tôi chỉ sống ở vùng nước ở Africa thôi. Africa. Africa. Hippo. Good job. Good job. I'm a hippo. Hippo. Rồi, không phải thấy các bạn thấy có những bạn thấy bảo live in the water cái là fish luôn đúng không? Thank you bởi vì cô thấy Oggy vừa nay có trả lời cái câu là như thế. Cô mời Oggy lên giải thích không nhỉ? Thank you. Đấy, hippo ghi là hippo is gray in water and big cái này. Đấy, Oggy nghe được hết đó. Thank you. Yay, good job. Now we just have five questions left. Mình chỉ còn có 3 câu thôi nhá. Mình comment nhanh cho cô nào. I'm long. I don't have legs. I eat meat. What am I? À, Minh Ngọc mời cô mời em đi thì chắc chắn đời bây giờ cô sẽ mời em rồi tại vì em toàn là người comment rất là nhanh rồi. Nào. Rất tò mò. Hello teacher. Ah, good evening. So, what is your name? What is your name? Con tên gì nhỉ? Con tên gì? Con tên Minh Ngọc. À, Minh Ngọc à? Minh Ngọc thật à? Ờ, thích cùng tên với cô đấy. À, cô là Bảo Ngọc ha. Sao nào, why you choose neck? It's very long. It's... Có biết là long rồi, thế có chân không? Dạ không. Không, đúng không? Nếu mà có chân thì mình có thể chọn con lizard cũng được. Đúng không? Mình con lizard cũng long mà. Long là dài ấy. Thank you nhá. Trong cái đoạn hội thoại vừa trong bạn miêu tả vừa rồi nó nói là I'm very long này, no legs này đúng không? Và ăn thịt. It meets. Very good. Yes. Đúng không? Đúng I'm a snake. Next. Cái tiếng kêu khó chịu thật sự luôn đấy nhỉ. Thank you Minh Ngọc. Minh Ngọc và Thanh Mai là hai cái nhân tố mới nổi gần đây được cô thấy là học rất là nhanh này, học khá là giỏi và comment nhanh ấy. Được rồi, cố gắng đi các con nhá. Lớp mình có hai bạn mới rồi đấy. Còn các bạn cũ thì vẫn rất giữ cái phong độ gọi là đàn anh đàn chị. Rất là tiên phong luôn. Rất giữ phong độ. I'm small and long. I can run very fast. I eat insects. Okay. What am I? What am I? Giọng gian ghê. À, Ngọc Khánh. Cô sẽ mời Ngọc Khánh nha. Cứ người nào mà comment cái là Ngọc Khánh đâu rồi? Ngọc Khánh nha. Ồ, cô chưa nhìn thấy Ngọc Khánh. Ok. Ngọc Khánh nào nhỉ? Rồi. À, phải Nguyễn Ngọc Khánh này cơ. Nào. Khánh mở mic cho cô nào. Yes, can you hear me? Can you hear me? Con nghe được cô không? À, tiếng hơi bé đó, con nghe nói to hơn chút nào. Ah,
À, không nghe được mặc dù cô bạn Khánh cũng đã mở mic rồi. Bạn Lizard. Đây, tại sao nhỉ? Tại sao con chọn Lizard nhỉ? Ủa bây giờ mới nghe được tiếng. Thế cô mở lại mic cho Khánh nhá. Yes. Can you hear me? Yes. Tại sao con chọn Lizard nhỉ? Tại sao nhỉ? Lizard. Thế bạn nào giải thích? Nào, bây giờ cô sẽ xem đáp án luôn đi. Cô chần chờ gì nữa? Very good. Yes, I'm a lizard. Lizard. Đây, bạn này bạn long, bạn cũng long đúng không? Bạn small nhưng mà có một cái đặc điểm là bạn ấy mặc dù có vẻ như miêu tả giống bạn snack nhưng bạn này lại ăn insect, có nghĩa là ăn côn trùng. Còn bạn snack này ăn thịt cơ, tớ thích ăn thịt cơ. Còn bạn này thì lại ăn côn trùng nhá. Next one. I have a very long neck and body. I eat leaves from trees. What am I? What am I? À, Võ Minh Khang nào comment đúng chữ nhá. Đúng từ nha. Rồi Phí Kim Ngân, mặc dù là Minh Khang phát hiện trước nhưng mà Kim Ngân thì lại comment là đúng từ cho nên là mình đành gọi Kim Ngân rồi. Nào Ngân ơi, Kim Ngân nào. Nhím. Ok, good evening. Yes, why you choose giraffe? Con nghe thấy là long neck. Long neck. Right? Long neck đúng không? Cái gì ạ? Rất là dài. Thì đang dậy nhá. Bây giờ có phải là long neck đúng không? Cổ dài, còn cái gì dài nữa nào? Còn gì dài nữa? Cả lớp. À, còn người dài chứ bạn ăn gì con em nghe được không? Bạn thì... ăn cỏ cây ạ. À, ăn cây, ăn cỏ, ăn cỏ, ăn cây, ăn lá cây đúng không? Nhớ ăn lá cây tại vì à leaf đúng rồi, không phải leaf nha, leaf nha. Ăn cái leaf L E A V E ấy là tại vì cổ bạn cao ấy cho nên là bạn ấy ăn được những cái lá ở trên cao. Tốt. Great. I'm a giraffe. Okay, next one, còn hai cái nữa cả lớp nha, cả lớp là tập trung nào. Lớp mình đây làm tốt lắm. Next one. I'm small. I can sing and I can fly. What am I? Ai, Ngọc Khánh à? Ngọc Khánh comment lại bị thôi, lại Tú Phương à? Tú Phương gọi rồi thì mình gọi Khang nào. À, Khang lại comment sai. Ngân comment đúng rồi, vừa gọi rồi. Hà Bình An thì bảo đây là it is a chicken. It's a chicken. Oh, it's not, it's not a chicken. Chicken có fly ở đâu? Ai bảo chicken fly được? Bird, bảo anh nào. Nào. Bird mà. Great. I'm a bird. Bird nha, nhìn cái hình cấu tạo nó là giống cái chicken nào. Bây giờ từ cuối đây cô sẽ không gọi nữa. Tôi không gọi nữa nha. Next one. You can find me in the sea. I love swimming. Yeah. What am I? You can see me in the sea. Bạn có thể thấy tôi ở dưới biển. I can swim. Tôi có thể bơi. Fish. Very good. Good. Yes. I'm a fish. So now, fish đã kết thúc buổi học ngày hôm nay. Các bạn đều rất là tốt trong phần nghe. Tuy nhiên là cô biết rằng là một số bạn thì vẫn chưa có khả năng nghe được. Ồ, Ngọc Khánh cô vẫn ghim ở đây. Nào, mình vẫn chưa có khả năng nghe được từ. Là tại vì sao nhỉ? Những cái từ này thì có những bạn đã học đi học lại học suốt rồi. Còn có những bạn thì chưa học bao giờ. Và khi mà mình dùng tiếng Anh ấy, mình không thể nào mà chỉ học mỗi là từ này nghĩa là gì đúng không? Mà mình còn phải học thêm, mình còn phải nghe nhiều hơn về đặc điểm này, mình còn phải nhanh nhạy hơn về màu sắc này và đặc điểm của nó thì mình mới nghe được. Thì
Trong bài ngày hôm nay cô sẽ gửi bài tập, trang sách bài tập cho các con ở trên nhóm Zalo nhá, để các bạn có thể luyện từ này, và đặc biệt là luyện nghe, luyện nói nhá. Chứ nhiều khi là cô dạy đông á thì cô chỉ dạy những cái cơ bản được thôi, còn những cái mà chi tiết hơn thì mong là các bạn ở trong lớp mình có tinh thần tự giác hơn nhá, để cái tinh thần cũng như là cái kết quả học nó tốt hơn. And now this is the end of the class today. Thank you for all your attention. Goodbye and have a good night. You need to brush your teeth, wash your face, and go to sleep. Goodbye. See you then, and then I will open all the microphone for you. Goodbye. 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 Nếu mà có gì muốn chia sẻ thì hôm sau dành chuyện nhắn tin trước giờ học nha. Lớp cô Thu tuần này học không? Có, lớp cô Thu tuần này có học nha. Bye bye. Học lên lớp cô Thu nha. Bye bye, bye bye. Ôi. Dạ. Thích ăn gì? Con định hỏi là thằn lằn thích ăn gì á? Thằn lằn thích ăn insert. Không phải thằn lằn, có hà mã. Con thằn lằn thích ăn côn trùng. Là hà mã. Thằn lằn hà mã thích ăn quả dưa hấu. Thế bây giờ, tú Phương biết hippo của tú Phương thích ăn gì không? Ăn dưa hấu. Ăn dưa hấu. Thế để con này không sao, con đính chính là xem con hà mã thích ăn gì nhá. Ăn dưa hấu. Ăn dưa hấu. Nhiều về hà mã nhưng mà không bao giờ biết nó ăn gì nhá.